niên này có tên gọi là DJ Royal Singer 4-in-1, phù hợp để mọi người mua trang trí trong phòng karaoke gia đình, trang trí ở những buổi tiệc party sôi động hoặc là những cái sân khấu đi show ca nhạc. Đèn được thiết kế rất là ngọt nhẹ, mọi người có thể dễ dàng treo lắp, dễ dàng di chuyển. Giá thành của nó cũng khá là vừa túi tiền để mọi người có thể mua kinh doanh hoặc là trang trí vui chơi tại nhà. Mẫu đèn này nó có chế độ cảm ứng neo nhạc và auto tự động về điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty Best bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.